Từng ra Cù Lao Chàm, du khách nói khiếp sợ khi cano chồm lên ngụp xuống. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Sau vụ tai nạn thương tâm khiến 13 người chết, nhiều bạn đọc chia sẻ về hành trình từng ra đảo Cù Lao Chàm với những chiếc cano chồm lên ngụp xuống trên biển. Sau những lời chia buồn với gia đình những nạn nhân xấu số, nhiều bạn đọc đã kể về trải nghiệm nhớ đời của mình khi ra đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam. Bạn Cao Giang viết: "Tôi từng đi cano ra Cù Lao Chàm, biển sóng vừa phải, nhưng chiếc cano không biết bao nhiêu lần bay lên không trung và rơi xuống như muốn lật." Còn bạn Đức Mạnh kể đây như chuyến đi đáng sợ: "Thật sự đi Cù Lao Chàm rất sợ, cano chạy với tốc độ cao khủng khiếp. Đợt mình đi thì áo phao đầy đủ, nhưng ai thích thì mặc, không mặc cũng không ai nhắc nhở." Bạn đọc Tiên Khuyên cũng viết: "Tôi từng đi cano sang Cù Lao Chàm, chạy nhanh kinh hoàng, có lúc thấy như bay lên rồi lao xuống biển, sợ hãi." Một bạn đọc nickname A chia sẻ: "Cần xem lại tuần tra cứu hộ du lịch, nhà mình đi hôm 16 tháng 2, Cù Lao Chàm sóng to gió lớn trời mưa, nghĩ đến đây vẫn sợ, dọc đường đi không thấy lực lượng tuần tra cứu hộ đâu cả." Thậm chí bạn Võ Thắng bày tỏ: "Thật sự Cù Lao Chàm là một bãi biển cực đẹp, tôi đã tới đó một lần nhưng sau đó không còn dám đi nữa. Tôi nhớ lần đó người lái cano lúc đi với một tốc độ nhanh kinh khủng, thậm chí người lái còn cố gắng vượt qua cái cano đi trước, sau khi vượt được còn quay lại cười rất to. Cả cano không ai lên tiếng. Sau lần đó mỗi lần đi Đà Nẵng, mặc dù rất muốn ra Cù Lao Chàm tôi cũng không dám đi." Bạn Võ Thắng mong muốn ý kiến này tới cơ quan chức năng để họ có thể giám sát và quản lý chặt chẽ để du lịch Cù Lao Chàm an toàn hơn. Bạn đọc tên Ngân đề nghị: "Du lịch biển cần chấn chỉnh lại tất cả. Mùa hè sắp đến rồi, năm nào cũng đuối nước rất nhiều. Với vụ tai nạn thương tâm khiến 13 người tử vong, bạn Đoàn Thị An nêu ý kiến cần điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn." Bạn Phạm Văn Thành phân tích thêm: "Nhiều bạn nhắc tới chuyện mặc áo phao nhưng có vài điểm cần lưu ý. Mặc áo phao sẽ hỗ trợ khi rơi xuống nước, tuy nhiên khi cano lật úp thì có thể khiến nhiều người bị va đập và ngất xỉu. Nếu ngất hoặc mắc kẹt thì áo phao sẽ không giúp được." Bước đầu, thông tin từ chính quyền thành phố Hội An, Quảng Nam cho biết nguyên nhân dẫn đến chìm cano là do mắc cạn trước khi bị sóng đánh lật. Cano gặp nạn có tải trọng đảm bảo an toàn và có đăng kiểm theo quy định. Tuy nhiên, một số bạn đọc nêu băn khoăn: "Tại sao có thể mắc cạn được chứ?" Vì vậy cần điều tra làm rõ nguyên nhân.